ấy có nàng mà anh yêu mến, có xuống là ngựa vàng anh đó. Kìa sao không cắt súng về cùng anh đi xuống chợ mà hát. Ấy cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đàn kia anh ba cả ba viên trúc vòng mười, thì hoa em sẵn tặng người nào đây. Em nói đi nào. Tập cùng em có ai mà lại tin anh nói, vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của anh. Sao em không có thế cây súng này của ai? Kìa hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngứa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúc vòng mười, thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm lối đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên. Xuống là ngựa vàng anh đó, kìa sao không cắt súng về cùng anh đi xuống chợ mà nắng. Sao anh không nhớ tan mai bắn tâm rồi xa, ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên. Ấy cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đàn kia anh bán cả ba viên trúc vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây. Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng lan xa. Nếu anh ở lại tập cùng em, vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không có thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón làng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết giữ tài cả ba viên trúc vòng mười. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên.
Thank you. Cảm ơn mọi người. Sau đây thì xin trân trọng kính mời đôi nản là ủi áo quần hết cả thanh xuân.